siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Vậy là đen. Đen hay trắng không? Đen. Vậy mới trắng đó. Mà không đó. Dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả cùng với người bạn tham gia chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Phương, năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên mầm non của một trường mầm non tư thục ở quận Tân Bình. Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên Lâm Đồng. Tây Nguyên Lâm Đồng. Rồi, cô gái dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nam, em 24 tuổi, quê ở Bình Phước. Hiện tại em đang sống ở Thủ Đức, làm việc tại Biên Hòa. Em làm gì em? Dạ, em làm kỹ sư hóa bên dịch vụ khách hàng công ty Sơn. Em ở đâu, thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở quận Tân Bình thôi chị. Quận Tân Bình. Dạ. Qua Thủ Đức cũng gần. Mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Thích sưu tầm những cái món ăn mới để nấu cho những người mà mình thương yêu. Khuyết điểm của em, cái thứ nhất là nóng tính. Cái thứ hai là em không biết đi xe máy. Hả? Không biết chạy xe máy. Rồi hiện giờ đi làm thì sao? Dạ, em buộc phải thuê phòng gần ở trường. Đi bộ? Dạ, rất là gần, em thuê phòng rất là gần. Cũng dạ. Lạ ha, trời hai mấy tuổi mà không biết đi xe máy. Dạ, em cũng không có biết sao. Em ngồi lên chiếc xe máy là em rất là rung. Mà em cũng đi mấy lần rồi mà, đợt vừa rồi nè. Tháng 6 á, đáng lẽ là em cũng tham gia chương trình sớm. Nhưng mà tại vì em cũng bị tai nạn xe nên em không có tham gia được. Nên em rất là sợ. Yên tâm, có bạn trai bên đây sẽ về tập cho em. Ngồi sau người ta đưa đón vẫn được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, dễ tính, đi xe máy tốt. Và em có một số tài lẻ tẻ. Tài lẻ tẻ. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hiền lành, tốt bụng. Ủa sao cho là cái đó là khuyết điểm? Dạ, tại vì nhiều khi mình hiền lành, tốt bụng quá, mình ai nhờ gì mình cũng làm, nó phiền phức cho mình. Sốc ha. Nhưng mà bạn nói bạn có nhiều tài lẻ là tài gì, ví dụ? Em thì hay hát hò, có thể chơi đàn guitar được, có thể nhảy được, nhảy sơ sơ. Nhảy gì em? Nhảy Michael chị. Hả? Cái này được à? Mà làm thử coi. Để làm thử coi cái không khí nào. Cho tôi qua tôi coi với, rồi có gì tôi về tôi tân lên giùm cho. Làm luôn. 24 tuổi hả? Dạ. Trẻ mà đẹp trai dễ thương mà. Rồi làm đi, làm đi. Nào. Âm nhạc. Đó, Michael rồi kìa. Ghi hình nó nghe không có bỏ gì. Rung quá. Trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì chắc là không có. Nhưng mà trong bóng tối thì nhiều lắm. Trong bóng tối là sao? Trong bóng tối là sao? Tức là tình đơn phương ấy vậy. Em trong bóng tối. Dạ. Bây giờ muốn ra sáng không? Dạ muốn. Muốn tìm người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình. Em thích mấy bạn mà có mắt đẹp, mắt to. Nghe giọng nói nhẹ nhàng dễ. Vậy thôi. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Vậy là đen. Đen hay trắng không? Đen. Vậy mới trắng đó. Mà không dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Tính cách thì em thích người biết cư xử, biết tôn trọng mọi người. Nếu mà được thì nào tiến tới hôn nhân? Được á hả chị? Nếu mà cũng tùy bên bạn gái thôi, nhưng mà cũng phải có thời gian để ổn định. Ông nói chuyện không có dứt khoát gì, rụt rè chán quá, nhờ anh Quyền Linh hỗ trợ một chút đi. Thì vậy tao mới chưa tìm được người yêu. Rồi để giờ nghe bạn gái nè, lắng nghe giọng bạn gái nha, rồi cảm nhận coi giọng bạn gái như thế nào nha em. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thưa chị, em từng trải qua 2 mối tình rồi chị. 2 mối tình. Dạ. Tại sao mình chia tay, quen được bao lâu? Dạ mối tình thứ nhất thì thời sinh viên, còn mối tình thứ hai thì em quen cũng được mấy tháng. Chia tay là tại vì bạn trai đó trong lúc quen em thì cũng có nhiều sự lựa chọn khác và đặt em lên bằng cân so sánh nên em không muốn nên em dừng lại. Cũng mấy tháng cũng không có gì gọi gì tình yêu đâu, đó chỉ mới tìm hiểu thôi. Bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, riêng về tính cách thì em muốn người bạn trai đó là biết cách đối nhân xử thế, điềm đạm,
và tâm lý và không hút thuốc. Ồ, có hút thuốc không em? Dạ không chị. Không sao nhẹ quá. Mạnh mẽ lên đó, thấy chưa? Bạn gái thắc mắc sao nhẹ vậy kìa. Dạ không chị ơi. Ừ. Tại vì em thấp rồi nên em mong muốn có một người bạn là cao 1m7 trở lên cho cái cảm giác giống như là an toàn hả chị? Chà, chắc không tới quá, bớt bớt xíu đi em. Đúng rồi. Bớt xíu đi. Bên kia được nhiêu? 65 không? Hơn. 65 thôi. Em thấy ổn rồi đó. 65 được rồi. Bây giờ những cái tiêu chí mà nó đưa ra em thấy mình hợp khoảng bao nhiêu? Nếu mà cho mang giày độn thì được 100%. Coi như là khoảng 1m68 vậy đó ha. 1m67, 1m68 vậy đúng không em? Dạ. Dạ em chào anh. Anh bên đây dễ thương. Dạ. Thiếu tự tin thôi chứ cái gì cũng làm được hết trơn. Dạ. Anh thấy cũng hợp lý đấy. Em có yêu cầu gì bạn nam không? Nếu bây giờ lấy nhau về có yêu cầu gì không? Biết quan tâm chia sẻ, với lại là trung thủy, biết cách đối xử giữa hai bên gia đình nội ngoại. Vậy thôi. Anh thấy hai bạn là hơi hợp lý rồi đấy. Hôm nay em có đi với ai không? Đi với người thân không? Dạ có, chị họ của em là chị Hiền. Trời, đâu mà chị Hiền ạ? Em chào Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em là chị họ của bé Phương. Em có nghe bạn Nam nói là chạy xe an toàn thì cái đó em yên tâm, tại vì bé Phương không biết lái xe nên là mỗi lần đi đâu có người chở, chạy xe an toàn là yên tâm giao với Phương rồi. Rồi, vậy cảm ơn em. Bạn Nam, đi với ai? Mình đi với ai? Dạ em đi với lại bạn em ạ. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay bạn Nguyễn Hàng Hò. Bạn Nam thì rất là hòa đồng, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Trong công việc á, thì rất là nghiêm túc. Còn bạn nữ thì em thấy cũng dễ thương, hòa đồng, vui tính. Dạ em cảm ơn. Phù hợp với tiêu chí của bạn Nam. Phù hợp với tiêu chí. Bây giờ thôi, kéo màn lên ha. Còn tài lẻ gì mình thể hiện luôn nha Nam. Kéo màn lên. Tự tin lên xíu nha Nam. Cố lên. Cố lên. Có bó hoa tặng. Dạ em cảm ơn. Hiện tại em đang ở đâu? Dạ em ở quận Tân Bình thôi anh. Ví dụ như có đám cưới thật á thì chắc là phải ở nhà trọ vài năm, em có chịu không? Dạ cái đó không có vấn đề gì hết anh. Nói chung là nói sao ta? Khi mà ở bên này nghe anh giới thiệu anh có nhiều tài lẻ là em cũng đã có một chút thiện cảm rồi. Nãy giờ anh cũng làm nhiều trò rồi đó, làm trò nhiều rồi. Dạ. Thì giờ em có trò gì em làm cho anh coi. Em có trò gì em làm cho anh coi đi em. Dạ, tới chương trình hôm nay em tặng tất cả mọi người bài hát Chuyện Đóa Hồng. Sáng sớm em hái hoa hồng ban cho bao người qua. Anh đang từ xa bước đến ghé qua ngang hàng em. Ngắm mãi những đóa hoa hồng, ánh mắt như trầm ngâm. Anh mua hoa xinh tươi nói thay cho bao lời yêu. Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời. Em yêu thương anh lâu, cứ sao anh luôn lặng thinh. Hai người nói tính hẹn hò như thế nào sao? Đi bàn kế hoạch đi các bạn. Nếu mà hẹn hò với nhau á, dạ, thì em thích đi những chỗ nào? Em cũng muốn đi coi phim, đi uống cà phê, trà sữa, rồi họp mặt bạn bè, hoặc là đi phượt. Sở thích của em là đi phượt. Không biết chạy xe mà đi phượt. Em ngồi đằng sau á anh. Anh cũng thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Anh đã đi nhiều nơi chưa anh? Đi thì đi nhiều nơi rồi, em cũng dạ, cũng có một vài nơi ở ngoài Bắc, Nam Trung thì cũng có hết rồi. Dạ. Thôi bây giờ là mạnh mẽ lên nè. Giờ mình nói cảm xúc của mình từ nãy giờ nè, nhìn đối phương mình cảm nhận như thế nào. Bạn trai, em nói cho nó dứt khoát mạnh mẽ lên coi, tình cảm chút xíu coi, tỏ tình cho nó hấp dẫn chút coi. Hôm trước em bị tông xe đúng không? Dạ, em bị tai nạn tông xe. Mà em bị tai nạn rồi mà nói chung là anh vẫn không có ghi hình với một bạn nữ khác á. Thì nó không còn là duyên số nữa mà nó là... Ý bạn trai như thế này, hình như hôm trước á, cái duyên là đúng là hôm trước em bị tai nạn đó, yeah, là chương trình đã bỏ qua để tìm một cái đối tượng khác bởi vì không biết chừng nào em sẽ trở lại, yeah, nhưng mà chương trình vẫn chờ, vẫn tìm và cuối cùng em vẫn là người ở chỗ đó, yeah, tức là cái duyên là nằm đó đúng không em? Dạ, yeah, cảm ơn anh. À. Cho nên là nói chung là quyền quyết định là em, anh không quyết định gì hết.
ý với bạn trai nó là bạn đồng ý rồi đó, đúng không? Anh nói vậy nó quạch tẹt quá anh. Nếu mà em muốn thì anh sẽ làm tài xế cho em từ bây giờ cho tới lúc nào em chán thì thôi. Còn em muốn nói gì không? À, cũng rất là khó khăn mà em nghĩ là gian nan luôn á. Em mới tham dự được chương trình ngày hôm nay và em gặp anh em nghĩ cũng là một cái duyên. Nếu như mà sau khi cả anh và em cùng bấm nút bước ra khỏi chương trình này và chuyện tình cảm của mình tiến triển tốt á, thì có thể là anh vụng về nhiều thứ và em có thể là che lấp cái khuyết điểm được đó của anh. Nếu như mà có quen nhau á thì trong cái nhiệm kỳ của em á thì nhiệm kỳ mấy năm? Nhiệm kỳ sao? Nói chung là khi nào em chán thì thôi. Còn anh sẽ không có ngoại tình từ kể cả từ trong tư tưởng đó. Em yêu cô gái ấy trong mấy nhiệm kỳ? Bước phiếu bảo hành không? Mười ngàn năm anh. Mười ngàn năm. Trời ơi anh chàng thiết. Cô ấy nói rất là hay đấy. Dễ ha. Thương. Nào, đặt tay vào nút bấm đi em trai. Và chở nhau suốt cả nhiệm kỳ nha. Dễ nhiệm kỳ ha. Ấy là 10.000 năm nha. Trời ơi, yêu em thì nằm em chở em nào, em chán thì thôi, phải chở em đến suốt đời. 1 2 3 Hết thời gian. Ô oh. Tại sao? Tại sao? Nắm tay nhau đi cái đã nè. Thật sự là anh muốn thoát tim luôn đấy. Tại sao em bấm chậm vậy? Em cho chị biết coi em còn chần chừ điều gì. Tại em run quá. Nghe mấy đồng nghiệp nói gì kìa. Hôn cái đi kìa. Gì mới nghe hôn mặt mà tới mét vậy. Con chứ đâu phải hôn. Không phải hôn vậy. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cùng Rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Các bạn sẽ có khoảng không gian lãng mạn hơn, có thời gian tìm hiểu kỹ hơn ha. Dạ. Hey, bạn gái thông minh lắm đấy. Cố lên, tự tin lên nha em. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng, được áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, nắm chặt tay bạn gái nào. Có quà cũng phải nhớ nhắm tay bạn gái nha. Nắm rồi. Đi cho hết nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 10.000 năm. Rồi xin mời hai bạn. Mình chân thành quá cũng không tốt nữa. Em hay đập đồ mà đập một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền. Bán kính đập đồ mà có suy nghĩ lựa chọn. Anh ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ. Như vậy là một cặp đôi nữa đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Các bạn ấy cũng còn trẻ, chặng đường tìm hiểu nhau cũng còn dài và hy vọng là các bạn ấy cũng sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Và bây giờ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xin mời. Cảm ơn. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân nha. Ưu tiên bạn nữ đi, mời em giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào quý vị khán giả và chào cái anh ngồi bên kia rèm. Em tên là Lê Thị Thúy Hằng. Em là giáo viên tiểu học trường tiểu học An Bình ở Dĩ An, Bình Dương. Quê em ở Bình Dương luôn. Em 27 tuổi ạ. Một cô giáo rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Quốc Sự, 36 tuổi, hiện là giáo viên trung học phổ thông ở Bến Tre. Dạy về môn gì? Em dạy thể dục. Em một người dạy ở Bến Tre, một người dạy ở Bình Dương. Chà, hai thầy cô này hẹn hò nhau cũng căng rồi nha. Thì mình chuyển địa chỉ về bất cứ chỗ nào đó, có thể về Bình Dương dạy cũng được, hay chuyển về Bến Tre dạy cũng được, tùy theo hai người thôi. Rồi thôi mời cô giáo giới thiệu một xíu điểm mạnh và điểm yếu của mình trước đi nha. Rồi cái chuyện ở đâu hẹn hò như thế nào mình bàn sau. Chắc em nói điểm yếu trước đi. Thì tính em nhát lắm. Hôm nay em ngồi đây là em thấy là em can đảm lắm rồi đó. Hay
nó ướt lắm. Hỏi chuyện gì cũng khóc được hết á. Một khuyết điểm nữa là hay quên. Chẳng hạn như là hôm bữa em cầm chiếc chìa khóa, xong rồi em đi tìm cái điện thoại khắp nơi em chẳng thấy đâu. Xong để chiếc chìa khóa trên bàn em đi tìm cái điện thoại. Khi mà tìm thấy cái điện thoại rồi á thì lại tìm chìa khóa. Về ưu điểm thì nhiệt tình trong công việc á, sống tình cảm, đối với ai thì em cũng chân thành cả. Mình chân thành quá cũng không tốt nữa. Tại vì có những người á, mình chân thành vậy mà người ta không có đáp lại á, cho nên lý do tới giờ vẫn ế. Rồi, mời bạn trai. Bản thân thì điểm mạnh thì bạn bè nó nhận xét cái gì cũng biết mà đi vào chi tiết thì chả biết cái gì. Và thật ra thì bên các môn thể thao thì em đều chơi được tất cả các môn thể thao. Điểm mạnh của em là bên cờ vua, chơi được bóng đá. Có điểm yếu nào? Em nấu ăn dở. Bạn bè tới nhà em chỉ có được tự đến rồi tự nấu rồi xong rồi ăn xong rồi về để em dọn dẹp thì được. Thật xấu nữa là em hơi nóng tính. Em hay đập đồ mà đập một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền hoặc là đập cho anh đựng bể. Nóng tính đập đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn. Tính anh nóng tính vậy nhưng mà em nhát lắm. Ai mà nói chuyện to tiếng hoặc là lớn tiếng là em sợ lắm. Tại sau này lỡ anh hét vào mặt em hoặc là ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ lắm. Không, mà tính anh nóng tính nhưng mà không bao giờ anh ném hoặc là anh đánh người phụ nữ nào em ơi. Đây đâu cần đánh em. Phụ nữ như là một bông hoa, mình yêu là để mình nâng niu chứ không phải để mình đánh. Thầy bên đây nhìn rất là hiền em ơi. Tình thương của thầy sao rồi thầy? Nghe thầy chơi thể thao dữ lắm, chắc tướng tá thầy phong độ ngon lành lắm, chắc nhiều cô đeo đuổi lắm à. Dạ, em cảm ơn Diệp Tường khen. Đúng vậy chị. Em thì có vợ và hai con, hiện đã ly dị nay cũng gần 4 năm. Cho em xin qua thông qua chương trình em truyền một thông điệp tới tất cả các bạn, và đặc biệt là các bạn trẻ. Khi mà mình yêu nhau, tiến tới với nhau thì hãy xác định kỹ tình yêu đó đích thực rồi hãy đến với nhau. Khi đến với nhau mà có con rồi thì có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích, nên hãy nghĩ về con mình nhiều hơn. Bởi vì khi mà đổ vỡ ra như vậy thì cái sự thiệt thòi nhiều nhất là ở con. Bản thân đây cũng ngồi coi cha từ nhỏ nên rất hiểu được cái tâm trạng là cái người mồ côi như thế nào. Nhưng mà gia đình anh có lý do gì mà đến mức mâu thuẫn mà không giải quyết được? Cái mâu thuẫn là cũng xuất phát từ trong cái công tác của em, vừa giảng dạy vừa công tác đoàn. Thì nói chung là đi nó cũng hơi bất cập. Thậm chí là có lúc là đi cái là một tuần lễ. Ví dụ như trong cái dịp hè đi dẫn đội hình Niềm Tin Xanh, ví dụ thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ thì phải đi ban đêm. Thì lúc đó thời điểm hiện tại đó thì vợ không có đồng ý là đi nhiều hoặc là ban đêm như vậy. Cứ mong muốn là dạy hết 5 giờ thì phải về. Nên hai vợ chồng có những cái xích mích gây gỗ. Rồi sau đó những bất hòa nó càng càng lớn hơn, dẫn đến người lớn khó hàn gắn. Hiện tại hai đứa nhỏ đang ở với ai anh? Bạn? Dạ, hai đứa nhỏ đang ở với mẹ chị. Đó là hoàn cảnh của anh bên đây. Thôi còn bạn gái, cái con đường tình của bạn như thế nào, bạn có thể chia sẻ cho bên đây được hiểu không? Thời sinh viên thì em cũng có quen một mối tình sinh viên, sau đó chuyển sang thích bạn thân của em. Hai đứa thích nhau đó, quen luôn. Trải qua 5 năm chuẩn bị đám cưới thì có những cái chuyện nó không như ý muốn á, cho nên đám cưới nó không diễn ra. Thì sau cái mối tình đó thì cũng 2 năm rưỡi rồi, cái mọi người cũng động viên là nên cho mình một cơ hội mới. Vậy là coi như chính thức là mình chỉ có một cái mối tình 5 năm đó thôi. Dạ. Cái bạn không có ngại gì về vấn đề là bên kia đã đổ vỡ hết đúng không? Anh có thể dứt khoát được với quá khứ á, thì không sao. Tại vì ai cũng có quá khứ hết á. Quá khứ của em cũng khó quên lắm. Nhưng mà em sẽ không để nó ảnh hưởng tới hiện tại như bây giờ. Không, đương nhiên nó khi đã chấm dứt rồi thì phải dứt khoát thôi. Nhưng mà ảnh thì anh vẫn còn có hai đứa con, cho nên con thì cùng mình vẫn phải qua lại để mình chăm sóc con mà. Tại vì con là con chung. Cái việc đó thì em cũng chấp nhận được. Tại vì một người sống có tình cảm, có trách nhiệm thì sẽ như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà giờ anh không có đi nữa em. Anh cũng hết tuổi đoàn rồi. Em 36 cũng hết. Ôi, giờ hết tuổi đoàn rồi, đâu có đi như hồi xưa nữa đâu sợ. Nhưng mà em còn đi nhiều lắm. Ủa em đi đâu? Tại vì em cũng làm bên công tác đoàn á. Ủa vậy hả? Sau rồi em đi suốt à, thứ bảy chủ nhật em cũng hay đi lắm. Như vậy thì anh sẽ hiểu anh nhiều, bởi vì anh đã từng trải qua cái tuổi đó rồi. Rồi. Hả? Thế bây giờ anh muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai mình như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn, là có nghề nghiệp ổn định là được rồi. Nhưng cuộc đời em nhìn nó cũng tan nát hết rồi này, giờ này cũng không có gì đâu tan nát. Đâu đến mức mà bi quan thế. Ha? 36 tuổi cũng không phải là tuổi giàu lắm đâu mà tan nát cuộc đời. Bạn gái em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào?
Thì mỗi người lý tưởng là công việc ổn định là được. Cao khoảng 1m65 trở lên. Trắng đen cũng được nữa. Đừng trắng có hói chứ không trắng nổi rồi. Hả? Em cũng dễ lắm nhưng mà đừng có hói kìa. Đừng có hói chứ đừng có bụng bự, với lại đừng có hút thuốc. Đừng hói, đừng bụng bự, đừng hút thuốc. Thầy thể dục làm gì có chuyện bụng bự. Nhưng mà có hói không? Chút kiểm tra chứ tôi cũng không biết hói sao. Qua coi. Ủa à, thầy có hút thuốc không thầy? Dạ có chị. Hút nhiều không? Dạ em ít lắm. Nhưng bây giờ cái khoảng cách địa lý là hơi xa. Một người Bến Tre, một người Bình Dương thì anh nghĩ như thế nào trong cái việc hẹn hò với nhau làm sao? Nửa tháng hoặc một tháng thì em lên trực tiếp một lần. Còn cái công nghệ thông tin thì giờ nó cũng phát triển rồi. Facebook, Zalo, Tango, Viber, này kia vân vân. Thì mình có thể là nói chuyện thấy mặt nhau luôn. Có điểm gì anh không thích ở người bạn gái không? Cằn nhằn, có khách này kia hoặc đang ngồi với nhóm bạn này kia về nhà thì nói như thế nào cũng được. Nhưng mà cái trước mặt đám đông mà rồi có những thái độ mà nó hơi quá lố thì ở trước đám đông. Một cô giáo mà rất là điềm đạm, rất biết cách cư xử ha. Hy vọng một lát hai người trò chuyện với nhau thì sẽ có nhiều điểm tương đồng hơn ha. Thôi không có bụng bự, không có đầu hói, đừng lo nha. Xin chào em, dễ thương. Tao nói xa mà cách lòng, em có sợ điều đó không? Em cũng sợ. Thật sự chương trình cũng không muốn cho các bạn quen xa, là mai mối xa đâu. Nhưng bởi vì cái sở thích, những cái điều các bạn thích đó, nó rất hợp với nhau. Hai người hợp nhau lắm nên chúng tôi cho gặp nhau. Cái đó là một cái duyên mà có thể khó có ai có được lắm. Xa nhưng mà nó hiểu nhau mà hợp với nhau thì anh nghĩ rằng nó cũng rất là gần. Với lại em nghĩ là nếu như mà mình thật sự cần nhau thì cái thời gian mình sẽ có để dành cho nhau. Đúng. Còn rồi, nếu như mà đã không cần thì sẽ chắc chắn sẽ không có thời gian. Anh nghĩ rằng anh bên đây rất là chân tình, rất là thật. Anh mới nói tất cả những điều đó ra. Tùy hai người thôi nha. Anh về thăm lần luôn luôn. Anh lên, em có cái này tặng anh. Không, cái này tặng chị Cát Tường trước. Này em làm đó hả? Cảm ơn em. Khéo tay quá ha. Rồi, khéo tay quá. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi, hôm nay mình có đi với người thân không em? Em có đi với em gái với lại chị đồng nghiệp đó. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Theo như em thấy thì anh này cũng nhìn cũng được, cũng thật thà. Em muốn hỏi anh là tính chị em rất là hay dễ khóc, cho nên là em không biết là có luôn dỗ dành và an ủi chị em hay không ạ? Anh rất là nâng niu và chiều chuộng phụ nữ. Em hy vọng là anh sẽ luôn làm cho chị em cười và hạnh phúc. Trời ơi, em gái nhỏ mà nói chuyện dễ thương, dễ sợ. Rồi, thầy giáo đi với ai? Dạ, đi với hai em họ, có học trò, hai bạn học đại học chung ngày xưa. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào cô giáo ạ, và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Thì em là cựu học sinh của thầy Sự ạ. Cô rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Không biết là cô ngâm thơ có hay không, nhưng mà đối với cái giọng này thì khi mà đọc thơ thì chắc là hay lắm á. Em thấy thì tính cách với lại là những cái sở thích của hai người thì là khá là tương đồng với nhau. Ngại một cái là khoảng cách về địa lý thôi. Quá trình hai người hẹn hò thì có thể dùng Sài Gòn làm nhịp cầu nối. Đến thì cứ gọi em ra, em sẽ làm nhịp cầu nối đối với thầy và cô. Hay quá, học trò hay quá. Dễ thương quá. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nha. Kéo màn lên. Rồi, mời thầy giáo. Em chào anh. Chào. Anh có mang tí hoa thơm trái ngọt của Bến Tre đến gửi tặng em. Em cảm ơn anh. Đặc sản Bến Tre. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ. Em tặng em. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi. Rồi, bây giờ không gian, thời gian là của các bạn. Thì anh như nãy giờ tâm sự thì em cũng biết rồi, cuộc đời anh nó cũng mấy ngày vậy rồi. Anh chỉ còn hai bàn tay trắng và con tim. Nếu em tin vào con tim của anh thì hai bàn tay anh sẽ làm nên được tất cả. Ở đây thì anh hy vọng hai bàn tay anh sẽ lật sang trang này, gọi là trang giấy mới. Ở đây anh có cái hộp quẹt, anh nhờ em đốt bật hả? Cái hộp quẹt lên giùm anh. Đốt thiệt luôn hả? Em cứ đốt đi. Thầy nhiều tài quá. Thầy còn gì tài nhau nữa không thầy? Muốn em gì? Có thể đá bóng được, em không sử dụng chân, em sử dụng đầu được không ạ? Được. Hay quá. Thế anh thấy em sao? Em rất là đẹp và dịu dàng. Trong công việc thì như lúc nãy em chia sẻ thì anh cũng rất là an tâm. Nó phù hợp với anh.
Bởi vì anh cũng từng làm công tác đoàn, mười mấy năm công tác đoàn thì anh cũng thông cảm và chia sẻ cho em được nếu em còn làm công tác đoàn. Dạ. Anh thấy em có hiền không? Cái này thì anh chưa biết, mới tiếp xúc. Bữa em đi coi bói, không cái anh coi bói bảo là cái cô này nhìn vậy chứ không có hiền đâu, chưa có chạm tới cái dây dữ thôi. Em cũng có lúc nóng giận á, nhưng mà khi mà em nóng giận vậy á thì em cần phải nói nhiều lắm. Thế anh có kiên nhẫn để nghe không? Anh rất kiên nhẫn, nhưng mà mình nói với cái thái độ mình là gọi là chia sẻ để rút kinh nghiệm, chứ đừng có nói với cái thái độ gọi là có gì đó nó không được, nói chung là chối tai á. Không, em cũng biết mà, mình nói để cho người ta hiểu mình á, chứ không phải là cãi nhau chứ chế lên. Nói chung mức lương anh thì cũng ổn định, đủ lo để cho bản thân anh và cho hai con. Ngoài ra thì anh cũng có cái nghề tay trái gọi là cái du lịch chở khách đi câu á. Chở khách là đi ghe ha, chào ghe. Dạ. Ha. Tức là cũng có đi câu cá. Em cũng thích đi câu cá. Ở miền Tây vui lắm em ơi. Anh mời em một cái dịp gần nhất về đi câu với anh. Quê mẹ em ở Tiền Giang á, cho nên em cũng thích về miền Tây lắm. Tiền Giang là ở đâu em? Ở Cây Lậy á. Cây Lậy. Nếu mà sau này mình quen nhau lâu rồi đó, anh có dẫn em đi qua thăm con anh không? Cái điều này là phải do bản thân em. Em có thông cảm ở nơi anh, thấu hiểu ở cái tình cảm của anh thì anh sẵn sàng. Câu cuối là hay nhất. Rồi. Bây giờ chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Một bên là cô, một bên là thầy. Vấn đề hai trái tim cùng rung nhịp đập hay không? Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Tuyệt vời. Nào, Thành lấy quà của mình đi. Tại sao thầy giáo lại để tay vào tim? Dạ, con tim em đã ấm trở lại. Đã ấm trở lại. Dạ. Đừng, bây giờ nó hết bấy nhầy rồi đúng không? Nói sao bị đi quan quá, lạc quan lên chứ gì đâu. Nhưng mà tan nát bấy nhầy. Không, cái từ đó miền Tây hay dùng thôi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là hạnh phúc khi mà hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Cầu chúc những điều tốt đẹp, những điều hạnh phúc nhất sẽ đến sớm với họ.